Xin chào mọi người, mình là Tiên Tiên và đây là lần đầu tiên Tiên hợp tác cùng với Sony. Nguyên ngày hôm nay Tiên ở cùng Sony đi quanh Sài Gòn và xem là Tiên đã làm gì nha. Trong một ngày trải nghiệm với dòng sản phẩm chống ồn của Sony, Tiên cảm thấy đó là một thiết bị âm thanh thật sự rất là thông minh và lọc tiếng ồn cực kỳ tốt. Buổi chụp hình ngoại cảnh mà Tiên có cảm giác như là chụp trong studio vậy đó. Ngoài ra, nhờ vào tính năng nghe thông báo nhanh, Tiên thoải mái trải nghiệm âm nhạc mà vẫn tương tác được với ekip bằng cách đặt tay vào ốp bên tay phải của tai nghe và... Ta-da! Cảm giác đeo tai nghe rất thoải mái, Tiên có thể đeo lúc đi quay phim, chụp hình và kể cả lúc Tiên sáng tác nữa. Chất liệu khá êm và trọng lượng cũng cực kỳ nhẹ cho nên đôi khi Tiên quên là mình đang đeo tai nghe. Thiết kế của sản phẩm nhỏ gọn, thuận tiện cho việc sử dụng cả ngày. Thêm vào đó là thời lượng pin lâu, sử dụng nhưng Tiên đoán là chưa hết 50% pin cho cả ngày chụp hình hôm nay. Trong lúc soạn nhạc và trình diễn trên sân khấu, Tiên ưu tiên sử dụng dòng tai nghe Sony In-Ear M9 vì nó cho Tiên cảm giác âm thanh trung thực và chính xác nhất để Tiên có thể truyền đạt những cảm xúc đến với khán giả. Tiên rất háo hức khi được tham gia sự kiện vào ngày 29 tháng 9 để tìm hiểu rõ hơn về những tính năng sản phẩm từ chuyên gia âm thanh, về lý do tại sao mà tai nghe này có thể làm được điều đó. Mong rằng hôm đó sẽ được gặp mọi người. Bye!